luộc hết vậy? Anh không biết ngán hả? Tôi ngán tới tận cổ rồi nè. Anh cho tôi ăn với cái, bây giờ tôi sắp thành con cá vậy, tình tạch chờ chết nè. Ủa em, bữa nay em sao vậy? Bình thường em vẫn thích ăn mấy món này mà. Lúc trước em còn nói chỉ cần đồ ăn anh nấu á là cái gì cũng ngon hết. Sao giờ em lại... À, anh hiểu rồi. Chắc là em đang bệnh nên em mệt. Thôi, hôm nay em ráng ăn đi. Ngày mai thích ăn cái gì nói, anh nấu cho ăn nha. Không có ăn cái gì hết á. Anh muốn ăn thì tự ăn một mình đi. Nói như vậy mà anh không hiểu hả? Anh có bị ngu không vậy? Bộ tôi nói tôi thích ăn cá là ngày nào anh cũng cho tôi ăn cá vậy hết á hả? Anh muốn ăn thì tự ăn một mình đi. Tôi chán cái nhà này lắm rồi. Đi làm về mệt, bây giờ có bữa ăn cũng không xong nữa. Bực bội. Em chiều đưa đi shopping nha. Thiệt hả? Ừ. Rồi, cảm ơn anh nha. Thích không? Dạ. Nè, em đang làm chuyện gì vậy? Hả? Giữa ban ngày ban mặt em ngồi ôm ấp ông già vậy đó hả? Còn ông là ai? Sao dám qua lại vợ tôi? Hả? Hôm nay tôi liều mạng với ông. Nè, anh hơi đi. Anh ồn ào đủ chưa hả? Anh không biết nhục hả anh Hoàng? Anh nhìn thấy như vậy, anh còn hỏi chuyện gì xảy ra? Anh tránh ra, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Chúng tôi? Ý em là làm sao? Làm phiền hả? Anh là chồng của em đó. Phiền là phiền như thế nào? Em gian díu với ông già và bắt anh phải im. Em là vợ ổng hay là vợ anh hả? Cậu không im cậu làm gì tôi hả? Cậu bắt ghen, cậu la với đàn bà hay nằm dài xuống đây kiếm tiền? Nè, anh muốn đánh đúng không? Đánh tôi nè. Tôi nói cho anh biết nha, kể từ ngày hôm nay tôi và anh Trung chính thức qua lại với nhau, và tôi sẽ ký đơn ly dị với anh. Em nói cái gì vậy? Không phải là chúng ta đang sống rất là hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc? Chỉ có anh hạnh phúc thôi, còn tôi thì không. Ngày nào á anh cũng bắt tôi ăn nào là cá chiên, rau luộc. Tôi ngán tới tận cổ rồi nè. Anh nhìn người ta đi, giàu có địa vị, giỏi giang. Tôi muốn cái gì là có cái đó. Tôi cần cái gì là anh sẽ cho tôi. Còn anh, từ ngày anh lấy tôi về, anh cho tôi được cái gì chưa? Cái quần, cái áo anh có mua nổi cho tôi không hả? Cho nên á, bây giờ anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh cho em ở nhà, anh không cho em làm động bất cứ việc gì hết. Cơm anh cũng nấu, đồ anh cũng giặt. Thôi, anh đừng có kể lể giống như đàn bà vậy. Thứ tôi cần là tiền. Nếu như anh không cho tôi tiền được thì anh biết. Nè, cậu ơi, người đẹp như Liên phải đi với người có điều kiện như tôi. Chứ suốt ngày sống với người nghèo hèn như cậu, tôi thấy tội khổ quá. Coi như là tôi nhìn lầm cô đi. Cô cứ việc đi theo ông thầu đất này, mai này có chuyện gì á, đừng quay về tìm tôi. Thôi đừng bận tâm nữa, mọi việc để anh lo cho ha. Lo hả? Mày dám liếc mày cái chồng tao hả? Bà bình tĩnh đi bà. Tôi đi. Ông câm cái miệng cho tôi nha. Ông ra ngoài mèo mỡ, bây giờ ông còn lớn tiếng binh nữa hả? Bây giờ tôi xử nó xong rồi á, về nhà đây ông biết tay tôi. Cô là ai tự nhiên tới đánh tôi vậy hả? Mày muốn biết tao là ai hả? Nè, ông trả lời cho nó biết đi kìa. Vợ anh đó. Vợ? Sao ông nói với tôi ông còn độc thân mà? Độc thân hả? Dám ra ngoài mèo mã gà đồng mà độc thân hả? Trời ơi, anh sao dám? Em, tại cổ thấy anh có điều kiện, cổ quyến rũ anh đó. Chứ đâu có gì đâu, chứ đàn ông mà cũng thèm phở, ra ngoài ăn phở cũng về ăn cơm mà. Nè, ông già kia, ông khốn nạn vừa thôi. Ai dụ dỗ ông hả? Chính ông là người dụ dỗ tôi. Ông nói ông chưa có gia đình, ông nói tôi đi theo ông lo hết cho tôi mà. Bây giờ ông nói gì hả? Chị ơi, em không có biết gì hết á. Là ông dụ dỗ em, là ông gạt em mà. Chị tha cho em đi chị, em xin chị đó. Tha hả? Mày nạn nhân hả? Mày nói chuyện nghe tội nghiệp quá ha. Mày suy nghĩ sao tao tha cho mày? Cái thứ gái tụi bay á, chỉ bán rẻ nhân cách chỉ vì tiền thôi. Cho nó một trận cái tao. Chị ơi, đừng mà. Buông ra, buông ra. Tha cho tôi đi mà. Nè. Mày là ai mà xíu chuyện của tao? Đây là vợ tôi đó. À, thì ra mày là chồng nó đó hả? Thì cũng phải thôi. Cái thứ chồng á mà bất tài vô dụng á, để cho vợ của mình á đi ngoại tình với chồng của tao kìa. Bà chị nói vợ tôi á, thì nhìn là thằng chồng của bà chị đi. Không cặp kè con này á thì cũng cặp kè con khác thôi. Còn bà chị nữa, sống sao á mà để cho chồng mình đi ra ngoài tìm gái như vậy đó. Coi lại mình đi. Quý đi. Ông đó, ông định cái lỗ tai ông lên nghe chưa? Bây giờ ông đi ra ngoài đường á, ông ngoại tình với người ta, bây giờ người ta sỉ nhục tôi đó. Ông về nhà đi, ông biết tay tôi. Bình tĩnh đi bạn.
Thôi, mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi đó, tôi đi trước ạ. Anh Hoàng, em xin lỗi anh. Anh tha thứ cho em được không? Bây giờ em mới nhận ra, chỉ có tình yêu, sự chân thành và gia đình mới là quan trọng nhất. Tiền bạc không là gì hết. Mình làm lại từ đầu nha anh. Em nghe anh nói nè, một gia đình hạnh phúc và sung túc phải có sự gầy dựng từ cả hai phía, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Thôi, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Thú thật với em bây giờ, anh cũng không còn tình cảm với em nữa đâu. Anh nghĩ em nên thay đổi và sống tốt hơn. Chúc em sớm tìm được cuộc tình mới của mình. Làm gì ngày nào cũng đến đây mà ngủ vậy hả? Biến đi khỏi chỗ này đi. Dạ chú ơi, con xin lỗi chú. Tại vì con... Cái nhà tao chứ mà cái khách sạn từ thiện, ngày nào cũng đến đây mày ngủ hả? Hay mày có ý đồ xấu, mày gình mò nhà tao định trộm cắp đúng không? Đi khỏi chỗ này đi. Không có chú ơi. Ba, ba làm gì kỳ vậy? Tự nhiên ba la ảnh không xùm vậy? Ba không thấy người ta tội nghiệp hả? Con định làm gì đó? Anh ơi, em có gói xôi nè, anh cầm lấy ăn đi cho đỡ đói. Cầm lấy ăn đi, rồi biến khỏi chỗ này. Tao không muốn mày ngủ ở đây nữa nghe chưa? Không gặp lần thứ hai nữa nha, gặp là chết á. Đi. Dạ, dạ, con biết rồi. Nè, con bớt tốt lại đi. Nó làm bộ giả nghèo, giả khổ, nó nằm ở đây á. Có ngày á, con bị nó hại đó. Ba, sao ba cứ nghĩ như vậy hoài à? Con thấy anh ngủ ở đây mấy bữa rồi. Người ta ngủ xong rồi sáng dậy người ta đi, chứ có hại ai ở đây đâu. Mà ba nè, ba không nghe người ta nói hả? Chỉ cần á, mình mang điều tốt đẹp tới cho người khác thì thế giới sẽ mang đến điều tốt đẹp cho mình. Ba ha, đừng có giận, đừng có khó nữa mà. Con nói ba khó khăn rút mắt đó hả? Ba nói cho con biết, đường đời ba đi nhiều rồi, ba thấy những cái cảnh giả khùng, giả nghèo, giả khổ rồi. Rồi nó gình, trộm, nó cắp đủ thứ trò hết trơn á. Con phải tin ba, đừng có tin người quá đáng vậy. Rồi 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 rồi, con biết rồi. Ba là nhất, ba nói gì cũng đúng hết. Đi vô nhà ha, vô con nấu cơm ba. Ô, chết, quên túi xách. À, dạ không sao đâu. Ủa sao mày ngồi đây? Mọi người lưu bu trước cửa nhà tôi vậy? Chú đi đâu từ sáng tới giờ à? Nhà chú mới bị cướp kìa. Ủa nhà tôi bị cướp? Rồi có mất cái gì không? Ủa con có sao không con? Dạ không, con không có sao hết ba. Cũng may có anh này cứu con á. Lại là mày nữa đúng không? Mày lợi dụng lúc tao không có nhà mà dàn cảnh cướp đúng không? Hại con gái tao đúng không? Sao ba lúc nào cũng nghĩ như vậy? Ba nghĩ ai cũng là người xấu hết vậy? Nếu như mà hôm nay không có anh này giúp con á, hai tên cướp cầm dao vô nhà cướp xe nè, không biết bây giờ là con bị gì luôn rồi đó. Con ơi, con dễ tin người quá à. Nhìn cái mặt thằng này á, mà nó đàng hoàng hả? Nó là cùng đồng bọn dàn cảnh cướp đó con. Con đừng có tin người. Em Lan nói đúng đó chú. Con là người chạy qua đầu tiên nè. Con chứng kiến, con thấy hết luôn á. Mà chú không một lời cảm ơn nữa. Người ta tốt như vậy mà qua cái miệng của chú á, giống như là kẻ phạm tội vậy đó. Sao tin được? Ngày nào cũng lãng vảng ở đây, ai biết nó tốt xấu. Ông thôi đi. Ở đây bao nhiêu con mắt đều nhìn thấy hết. Tụi tôi không có bên cậu này đâu. Cậu ta hả, đỡ cho con Lan chứ không thôi hả, có chuyện rồi. Ông lúc nào cũng đang nghi hết trơn á. Nè cũng may hả, con Lan hả là tốt bụng á, hiền lành. Chứ nó mà giống ông hả, ai mà giúp đỡ ông. Làm ơn mắt quán. Thôi đi về. Nè, đi về.
Nè Lan, chị đi về nha. Không có gì đâu. Thôi được rồi, chị xin lỗi cậu. Vì ngày nào cậu cũng ngủ ở đây, không ngủ ở đây thì cũng ngủ chỗ khác. Làm sao tôi không nghi ngờ cậu được? Dạ, chú nghi ngờ con là cũng phải. Tại vì con cứ quanh quẩn ở đây hoài, ai mà không xin nghi chứ. Nhưng mà thú thiệt với chú, con dưới quê mới lên thành phố, con chưa tìm được việc làm. Rồi con cũng bị tụi cướp đó, nó cướp hết tài sản tiền bạc của con. Bây giờ khổ quá nên con mới đi lang thang như vậy. Con thấy trước nhà chú có cái ghế đá này nè, cũng ngủ được, nên mỗi đêm con ngủ nhờ một xíu. Con không có ý gì hết á, chú đừng hiểu lầm con. Thôi được rồi, tại tôi không biết, tôi xin lỗi cậu. Cậu, coi như tôi cảm ơn cậu, cậu cầm số tiền đây đi. Dạ chú ơi, chú cắt tiền ra đi. Con cứu Lan phải vì tiền đâu, chú đừng có làm vậy. Ba thấy chưa, đâu phải ai cũng tham tiền của ba đâu. Ba nè, hình như là xưởng gỗ nhà mình đang cần thợ đúng không ba? Hay là bây giờ ba nhận ảnh vô, dạy nghề cho ảnh, xong rồi tạo công ăn việc làm với lại chỗ ở cho ảnh, coi như là trả ơn ảnh cứu con hôm nay hả ba? Con không nhắc thì ba cũng quên. Ba thấy vậy cũng được. Con ý cậu làm sao? Nếu mà được như vậy thì con cảm ơn chú, cảm ơn chị nhiều lắm. Chú cứ yên tâm tin tưởng ở con đi, cho con thử việc đi. Tại vì lúc trước dưới quê con cũng làm nghề mộc, nên chắc chắn con sẽ làm tốt. Con không phụ lòng hai người đâu.